kiến trúc Akisha, uy tín từ chất lượng, ấn tượng từ thiết kế. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Kiến trúc Akisha. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Một công trình do công ty kiến trúc Akisha thiết kế và thi công trọn gói. Và hôm nay thì chúng ta cùng cập nhật qua tiến độ công trình này. Thì chúng ta thấy thì hiện tại phần kiến trúc của công trình thì cũng đã hoàn thiện đến gần như là 100% khối lượng công việc, như là hình khối, những chi tiết như là sơn nước hay là lan can thì đã hoàn thiện xong. Và cái phần việc còn lại bên ngoài nhà này là cái phần lắp thiết bị điện chiếu sáng thôi. Thì chúng ta thấy đây thì là cửa chính để bước vào công trình thì cũng đã được lắp đặt xong. Đây thì là một cái bộ cửa nhôm kính được dùng bằng hệ nhôm cầu, và kính ở đây thì là kính hộp, kính hoa đồng. Thì nhìn màu sắc khá là đẹp và rất là phù hợp với một cái công trình hiện đại như thế này. Công trình này với quy mô 4 tầng, với diện tích sàn là khoảng gần 100m2 trên sàn, thì được khởi công từ tháng 2 âm lịch, và đến hiện tại thì sau 8 tháng thi công, công trình gần như đã hoàn thiện và được đội ngũ kiến trúc Akisha thiết kế và thi công theo phong cách hiện đại, từ kiến trúc cho đến nội thất rất là đồng bộ. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở khu vực tầng 1 của công trình. Tầng 1 thì không gian chính được thiết kế và bố trí, đấy là khu vực đầu tiên, đấy là khu vực phòng khách. Đây sẽ là vị trí đặt những cái bộ sofa cũng như là bàn trà và kệ tivi. Hiện tại đây thì đây là một cái loại vật liệu PVC giả đá. Nó là một cái giải pháp thay thế cho đá tự nhiên với chi phí rất là phù hợp, cũng như là đảm bảo về kỹ thuật cũng như là thẩm mỹ, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là nhu cầu kinh tế của khách hàng. Ngoài ra ở trong cái khu vực này thì có kết hợp thêm những cái phần, ví dụ như là phần vách gỗ ốc chó. Thực tế vách này chúng tôi cũng sử dụng tấm nền là gỗ công nghiệp phủ veneer ốc chó, và tấm nan, những cái nan sóng như thế này thì chúng tôi sử dụng gỗ thịt. Thực tế lên rất là đẹp. Ngoài ra ở đây thì cũng có thêm một cái số điểm nhấn nữa, ví dụ như quá trình mình ghép tấm PVC giả đá sẽ phải trừ lại một cái khe co giãn, khe hở, thì để bù lại những cái nhược điểm như thế thì chúng tôi kết hợp thêm cái vật liệu đấy là phần nẹp inox để che những khuyết điểm ấy đi và tạo thêm cái điểm nhấn cho cái bức vách này. Qua khu vực tiếp theo đấy là khu vực của phòng bếp và phòng ăn. Hiện tại ở khu vực phòng bếp đây thì như chúng ta thấy thì phần trần cũng như phần sàn và phần đồ trang trí lên tường, như là phần sơn nước, phần tủ bếp, tủ lên tường thì đã được setup xong. Phần trần đây thì được sử dụng đấy là phần trần thạch cao với tấm chịu ẩm và khung xương vĩnh tường, và kết hợp với sơn nước thì khá là đẹp. Ngoài ra thì có những một số cái điểm nhấn với cái không gian trần này, chúng tôi đã bố trí thêm những cái phào cổ trần cũng như là những cái mâm trần khá là phù hợp với không gian này để bố trí tạo thêm cái điểm nổi cho cái không gian này. Ở đây thì đối với công trình này thì về cái phần đồ nội thất, đặc biệt là khu bếp này, cái phần hệ tủ bếp ở đây là tông màu gỗ ốc chó, và cái vật liệu để hoàn thiện lên một cái sản phẩm như thế này, ở đây chúng tôi sử dụng đấy là gỗ công nghiệp phủ veneer. Veneer ở đây là veneer ốc chó và được sơn hoàn thiện PU, nhìn rất là đẹp và nó phù hợp về yếu tố kỹ thuật cũng như là phù hợp về kinh phí. Ngoài ra trong cái hệ tủ bếp này thì cũng có một cái số điểm nhấn khác, đấy là ngoài cái vật liệu mà gỗ công nghiệp phủ veneer ốc chó ra thì chúng tôi có sử dụng thêm cái vật liệu đấy là gỗ công nghiệp và bề mặt là acrylic của An Cường. Phần thiết bị bếp ở đây và một cái số phụ kiện thì chúng tôi cũng đã sử dụng phụ kiện inox 304. Ví dụ như trên tay tôi ở đây là một cái giá nâng hạ bát của Eurogon, hàng chính hãng, hay là như cái hệ tay nâng bờ lung. Ngoài ra thì cũng như các cái series trước tôi từng chia sẻ, đấy là ở cái khu vực bếp hay bất cứ một cái đồ nội thất ở trong công trình, đấy là những cái phụ kiện bếp ở đây. Thì những cái phụ kiện này đóng vai trò liên quan đến cái quá trình vận hành sau này có vấn đề trục trặc về kỹ thuật hay là hỏng hóc hay không, nó nằm ở những cái phụ kiện này. Chúng tôi ở đây chia sẻ thì chúng tôi sử dụng phụ kiện inox 100% của Habler. Và từ khu vực phòng bếp bước ra sẽ là khu vực của phòng ăn.
Và ở đây thì cũng đã có kê một cái bộ bàn ghế do xưởng gỗ Akisa chúng tôi sản xuất và đã hoàn thành. Thì bộ đồ gỗ này theo đúng thiết kế là 100% gỗ thịt óc chó. Và như chúng ta thấy ở cái không gian của phòng ăn đây, nó khá là vừa vặn cho với một cái gia đình từ 5 đến 6 người sử dụng như thế này. Và ngay từ cái khu vực của phòng bếp, phòng ăn này thì sẽ bước ra khu vực đây là khu vực sảnh đệm. Khu vực đây sảnh sẽ kết nối giữa phòng khách, phòng bếp để di chuyển đến khu vực cầu thang cũng như là một cái nhà vệ sinh chung tại khu vực tầng 1. Như chúng ta thấy ở đây thì cầu thang đã hoàn thiện xong rồi. Mặt bậc đã được lát đá tự nhiên, cổ bậc đã được ghép đá trắng xứ nhân tạo. Và tay vịn đây thì đã làm xong khá là đẹp. Cũng như là cái phần lan can đây thì được kết hợp với lại kính cường lực 10 ly. Đây là cầu thang bộ để kết nối từ tầng 1 lên tầng 2. Ở đây thì cũng có một cái số điểm nhấn chúng tôi đã thiết kế và thi công. Đấy là chúng ta có thể hình dung cái bức cầu thang như thế này. Chúng tôi đã để đây một không gian mở và làm thêm một cái hệ tủ kệ trang trí, cũng như là để ngăn cách, cũng như đảm bảo an toàn cho cái việc đi lại. Và đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ, nhưng vẫn tạo ra cái cảm giác thông thoáng. Chúng ta có thể hình dung nếu ở đây không phải là một cái bức gỗ như bức tủ gỗ như thế này, mà là một bức tường xây thì cực kỳ bí và ngột ngạt. Lúc đấy cảm giác đi ở cầu thang này nó sẽ khá là chênh vênh, vì bên này lan can nó sẽ bị thấp. Sau đây thì chúng ta sẽ lên tầng 2 để kiểm tra qua tiến độ công trình này. Và đây là khu vực tầng 2 của công trình. Tầng 2 ở đây thì với diện tích sàn gần 100m², chúng tôi đã bố trí ngoài khu vực cầu thang bộ thì còn có 3 công năng chính, đấy là 2 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung. Và ngay ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì được thiết kế dành cho con gái của khách hàng. Phòng ngủ này được đội ngũ Akisa chúng tôi thiết kế và thi công giống nhau đến 100%, từ bố trí đồ đạc, từ tông màu hồng vắt theo kết hợp với trắng, điểm nhấn rất là nhẹ nhàng và phù hợp. Và đặc biệt ở trong phòng ngủ này, đấy là có một cái hệ tủ kết hợp với đây là một cái khoang có thể để cho các cháu nhỏ có thể ngồi chơi hoặc là thư giãn, rất là hợp lý. Và như chúng ta thấy, đây là mở cánh, thiết kế và được đội ngũ Akisa chúng tôi sản xuất rất là cầu kỳ. Và đối với một sản phẩm hiện đại nhưng mà đặc biệt như thế này thì cái mức độ hoàn thiện rất là khó, cũng như là yêu cầu kỹ thuật cao thì mới tạo ra được một cái sản phẩm hoàn thiện. Và bước sang một cái không gian nó nhỏ hơn ngay chính trong phòng ngủ này, thì đây chính là khu vực bàn học cho các cháu. Và tiến sâu hơn một tí, đây là khu vực để tủ quần áo cũng như là khu vực thay đồ và một nhà vệ sinh cơ bản như những cái phòng ngủ master khác. Và đây là phòng ngủ master, chính là phòng ngủ của chủ nhà. Phòng này thì hoàn thiện cũng đã được trên 90% khối lượng công việc. Hiện tại cũng chờ hoàn thiện thiết bị cũng như là dặm vá lại sơn nước và lắp đặt thêm rèm cửa. Hiện tại phần đồ gỗ thì cũng đã được set up xong. Và cái phần đồ gỗ ở cái phòng ngủ này thì chúng tôi cũng dùng giải pháp đấy là ván gỗ công nghiệp và phủ veneer bên ngoài. Phòng ngủ này thì diện tích khá là rộng và có bố trí thêm một cái số đợt trang trí, có bố trí đèn led, hệ tủ quần áo và có kết hợp với cả cánh gương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lên tầng 3 của công trình để kiểm tra qua. Và đây là tầng 3 của công trình. Khu vực chúng ta đứng ở đây cũng là khu vực sinh hoạt chung của tầng 3. Và về công năng thì tầng 3 và tầng 2 được bố trí cơ bản giống nhau. Cũng có 2 phòng ngủ cũng như là 1 khu vực sinh hoạt chung. Khu vực phòng ngủ này thì khu vực dành cho khách. Hiện tại thì các phòng ngủ này cũng đã hoàn thiện cơ bản về cái phần trần, sàn cũng như là đồ nội thất. Và ở đây thì cũng là chờ hoàn thiện thiết bị và cũng như là lắp đặt rèm cửa, cũng như là khâu vệ sinh nữa thì gia chủ có thể dọn vào để ở được rồi. Đồ đạc ở đây thì cũng được đội ngũ Akisa chúng tôi sản xuất tại xưởng và chuyển đến công trình để lắp đặt. Và vật liệu thì vẫn tương đồng với các tầng bên dưới, đấy là phần chủ đạo là gỗ công nghiệp và được kết hợp như là bề mặt phủ veneer ốc chó sơn hoàn thiện. Hay là ở đây, cánh tủ quần áo cũng là cánh công nghiệp và đã được sơn hoàn thiện in chem. Và đây là phòng ngủ 2 ở khu vực tầng 3. Phòng ngủ này thì công năng sử dụng
đấy là phòng ngủ dành cho ông bà. Và về cơ bản bố trí cũng như là cái tông màu hay đồ đạc thì giống nhau với phòng ngủ khách đến 90%. Bên này thì cũng có bổ sung thêm những cái hệ bàn trang điểm cũng như là gương trang điểm. Gương ở đây thì là gương điện. Với một cái phòng cơ bản như thế này, được kết hợp từ phần trần, phần sàn cũng như đồ nội thất, tạo cảm giác nó rất là hài hòa, nhưng mà không kém cái phần sang trọng cũng như là đẳng cấp. Và đây là khu vực tầng 4 của công trình. Tầng 4 thì cũng đã được hoàn thiện cơ bản. Về công năng của tầng 4 thì được bố trí bao gồm một phòng thờ, một phòng giặt phơi cũng như là một sân. Phòng thờ ở đây thì cũng đã được set up cơ bản, đã hoàn thành. Như chúng ta thấy thì phần trần, phần sàn gỗ cũng như là phần tường đã hoàn thiện cơ bản xong hết rồi. Và đồ nội thất do chúng tôi sản xuất cũng đã được chuyển lên tại đúng vị trí phòng thờ này. Và hiện tại thì chưa kê kích vào vị trí, đấy là chờ một cái phần của gia chủ bổ sung thêm, đấy là một cái hệ tranh có liên quan đến yếu tố tâm linh. Thì cái phần này phải hoàn thiện xong thì chúng tôi mới kê được những cái bộ ban thờ cũng như là kệ tủ đôn này vào đúng vị trí. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã đi xem qua một vòng công trình để kiểm tra tiến độ thi công và kiểm tra thực tế mức độ tương đồng giữa thiết kế và thi công. Và với công trình hiện đại quy mô 4 tầng với diện tích sàn hơn 400m2 do công ty kiến trúc Agisa thiết kế và thi công trọn gói trong thời gian khoảng 8 tháng, hiện tại đã cơ bản hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Và chúng tôi dự kiến thì trong vòng khoảng 2 tuần nữa chúng tôi sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.